cho các ngài, đăng khi nay giờ các ngài đang thọ lệnh của tịnh lý nhân quả đem đến dân cùng. Ngài đang cho chúng sanh lễ ba, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nạc thì mê xa ra năng anh nhân sẵn khổ mê xa ra năng quả răng ê tê na sát cha quách chê na hô tu mê cha gia măng ga lăng quạnh đa mi chê ký văn sập bằng sập ba tha mê sư ba tinh thi tăng xa ri đi ca tha tu ma ha bộ thiên bùa tha ru băng sa ca lăng sa đa. Sa bê sa ta a vê ra hôn tu su khi ta hôn tu nịt đục khá hôn tu áp gia bạch cha hôn tu a ni kha hôn tu đi kha du ca hôn tu a rô ga hôn tu sam ba ti hi sa mi chan tu su khi a ta năng ba di ha ran tu du kha ba ta cha nịt đục khá và giác ba ta cha ni pha ya so kha ba ta cha ni so ka hôn tu sa be ni no. Quỳnh con hành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng, kính mời quý vị cùng giới Như Quỳnh tắc bạch để thọ trì quy giới. U ca sa ma văn phạn tê vi sum bi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma đô ti gam bi ma văn phạn tê ti sa na sa ga a tha đô ti giam bị ma văn phạn tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma tạ ti giam bị ma văn phạn tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con và sa thú lành thai. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị Nhật Quỳnh, chị Khương Mộng, chị Không Nhật, chị Trang Thư, chị Diễm Nguyên, Diễm Nguyễn và đạo hữu Tam Úy. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Nam mô Tát Sa Pháp Cổ Vạ Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Phật Đà Sa. Nam mô Tát Sa Pháp Cổ Vạ Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Phật Đà Sa. Nam mô Tát Sa Pháp Cổ Vạ Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Phật Đà Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Bụt Hằng Sa Vận Năng Gan Ga Cha Mi Sang Kang Sar Nang Gacchami Dutiyam Bi Buddha
sở đăng gacchami Duttiyam vitammang saranang gacchami Duttiyam visangkang saranang gacchami Tatiyam vibuddhang saranang gacchami Tatiyam vidhammang saranang gacchami Tatiyam visangkang saranang gacchami Bụt đăng saranang gacchami, thọm măng saranang gacchami, sang khăng saranang gacchami, bụt tì giảm bít bụt đăng saranang gacchami, bụt tì giảm bít thọm măng saranang gacchami, bụt tì giảm bít sang khăng saranang gacchami, tà tì giảm bít bụt đăng saranang gacchami, tà tì giảm bít thọm măng saranang gacchami, Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami. Ti saranak gahanang baripunang. Amapante. Manatibata. Veramade sikabhadang samadhyami. Con xin quan giới điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh na đa na về ra mặt đi sẽ khó bất đăng sa ma di đà mi con xin quan giới điều học là quy tránh xa sự trộm cắp ca mê su mi cha cha ra về ra mặt đi sẽ khó bất đăng sa ma di đà mi Con xin với những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mụ sa hoa đam về là mạnh đi sẽ có bất năng sắp là quy chánh xa sự nói dung su ra mê ra nhâm ma chập ma đa tha na về là mạnh đi sẽ có bất năng sắp ma đi giao mi Con xin với những điều học là quy tránh xa sẽ dễ uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta về ramani sikha abadang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adinna dana về ramani sikha abadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp kame sumicha chara về ramani sikha abadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành mausavada Về Ramani Sikha Abadang Samadhiyami Vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura Me Rayama Chapamadathana Về Ramani Sikha Abadang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui Uống rượu và các chất say Itmani panchasika badani sadukang katuang pamadena nityakalang samarakitabang Amapante Silena sugatin yanti silena poka sambadan silena niputin yanti tasmai silang wiso tha ye Sathu sathu Uttamang ghe na quan đê hăng ba đà phạm sung và ruột tamang buộc thể vô khá lý tổ đô sâu buộc thâu
tham tu tăng ma măng u ta măng ghê na quanh đê hăng thẩm manh chà được vị thăng qua răng thẩm mê vô kha li tô đỡ sâu thẩm mô tham tu tăng ma măng u ta măng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh chà được vị thô ta măng sẵn khê vô kha li tô đỡ sâu sẵn khô tham tu tăng ma măng. Chirasmin me bút tất sẽ thô sa rê bôn tô chả đắc khi nê hoa mạng sê mộc gà la nô bù rà tô bí đắc càng tế yàng bà chí mê mà mạ nàn đô kì nà sa hoa chá tôn đi sa sa mạng ta lô kà bà la chá in đá đê hoa sa phrom mạ kà e tê sa ngà nú phá vê nà sâm bê phá gia u bàn đá hoa Aneka antaraya vivinasanto ase Sato bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddhaya nupavena sada soti bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sampa dhammaya nupavena sada soti bhavantu te bhavatu sappa mangalang Rakhantu sampa devata sampa sankahai nupave nasada sothi bhavantu te. Sa thu lành thai dặn kinh chi cu sa la cẩm măng cắt tập băng ki di dặn mà ca ye na qua cha manasa Ti đa xe su gà tăng gà tăng dê sa ta san ni nô a thị dê cha sa ta a san ni nô gà tăng buôn nhà pha lăng mày hằng sa pê pha ghi pha quan tu tê dê tăng gà tăng su quý đi tăng định năng buôn nhà pha lăng mà dạ dê cha ta thành a cha nan tì đê qua gánh to ni dê đại dâm sáp bê lô căm hi dê sa ta chị quan ta ha ra hê tu ca ma muốn năng phô cha năng sập bê là quan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo quận bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là Phật trời vô tượng được mà hưởng ngang phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới. Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới cho phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp quốc kinh sở 225. Dạ sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Thầm Mai Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Anh trước tiên kính lễ chư tôn trên Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị Nhật Quỳnh, chị Quang Mộng, chị Phòng Nhật, chị Trang Thư, chị Diễm Nguyễn, đạo hữu Tam Quý, đạo hữu Phật Pháp 219, chị Như Quang và chị Christina. À, hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 225. Và trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasa Vanda Chết Phát Sát Thầy Chết Nạ Đầm Mắc Cô Quý Đô Vanda Mắc Hành Tầng Nó Ra Phù Chết Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sanh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Chân Tối Thượng Giáo Chủ Chi Năng Vô Lượng Vì để Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ tát ta sắp phân nhu bút thấp bất đi phù thí sanh nhã tô hoành đà mã hành tăng nã rập phù trên này giác cần Pháp bảo quý như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng vô minh, phá tan, lầm lạc chúng sinh, đầy dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô su ca ta sa sa qua cô xích hà su ca mô qua ta thầm ma xích khắc cô nền đà với sân xà di a na đa rô qua rô quanh đà ma hành tầng nó ra phù cha này giác cần tăng bảo thinh văn phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bì con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tế giá đề chê nát sẽ khà mê ế tu quá tha năng tác xa bí a nú qua quê nát sẽ hát xa dê nát sẽ chạch túc cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bụt thầy nha phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 225. A hình sát cà về mu na yo, a hình sát cà về mu na yo, a hình sát cà về mu na yo. Câu đầu tiên chúng ta có được ba từ. Từ đầu tiên là Ahinsaka. Từ thứ hai là Ye. Và từ thứ ba đó là Munayo. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Ahinsaka trước chữ dự á này là một tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Rồi Saka, cái căn ngữ him này có nghĩa là hãm hại, làm tổn thương. Nhưng mà có tiếp đầu ngữ á phía trước có nghĩa là không hãm hại, không tổn thương. Và ở đây chữ Ahimsaka nó được đứng làm chủ cách của cái câu số 1 này. Bathama bahu vachana vipatti, tức là chủ cách số nhiều. Ahimsaka tức là không hãm hại, không tổn thương. Và chúng ta biết một cái vị cao tăng Việt Nam có một cái pháp danh này, cô hay
Sa-cô, đó là ngài vô hại, nè, gọi là không tổn thương, không hãm hại, gọi là vô hại. Và ngài vô hại thì cũng đã mất rồi, ha. Ngài cũng là một vị cao tăng, đã từng xuống ở các chùa miền Tây, ở Vĩnh Long, chùa Sơn Khâm Măng Cô một thời gian rất là lâu, rồi về ở trên các chùa cuộc sống cho đến khi qua đời. Tức là Ahinsako có nghĩa là vô hại, Ahinsaka là số nhiều, ha. Rồi chữ thứ hai dê, dê do đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ nam tính. Và chữ giá này được chia theo chủ cách số nhiều và thamma bahu vachana vipatti, cho nên chữ giá biến thành chữ dê. Dê có nghĩa là những người nào, những vị nào, những ai những người nào, những vị nào, những ai. Và cái từ thứ ba munayo, munayo, munayo do cái từ muni, muni đây là một danh từ nam tính, ikaranta pumlinga, và chữ muni này cũng được chia theo chủ cách số nhiều, tức là bạch tham á bảo hữu bạch chân áo phát tí, cho nên chữ mu ni biến thành mu na yo. Mu na yo có nghĩa là những vị hiền sĩ, bậc hiền sĩ, những vị hiền sĩ, những bậc hiền sĩ. Như vậy câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Ahinsaka ye mu yo, Ahinsaka về Munayo, những bậc hiền trí nào là những vị không hãm hại, những bậc hiền sĩ nào là những bậc không làm tổn thương. Câu số 1, những bậc hiền trí nào là những bậc không làm tổn thương, đó là ý nghĩa câu đầu tiên, ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 2, nít chân ca dê na sang vũ ta, nít chân ca dê na sang vũ ta, nít chân ca dê na sang vũ ta. Câu số 2 chúng ta có 3 từ, nít chân là một, ca dê nó là hai, sân quốc ta là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nít chân có nghĩa là gì. Nít chân chúng ta hay có hay những cái thường tưởng trong cuộc sống của chúng ta, đó là vô thường, khổ não, vô ngã, gọi là tam tưởng. Mà vô thường thì do cái từ anicca hay là anicca, có chữ a trước có nghĩa là không, mà đây có nghĩa không có chữ a, thì chữ anicca này có nghĩa là thường thường, thường xuyên, luôn luôn, thường hằng. Chữ anicca này có nghĩa là thường thường, luôn luôn, vĩnh cửu, thường hằng, ha. Rồi đó là thường xuyên. Rồi ca dê ná, ca dê ná do cái từ ca giá, ca giá là một danh từ nam tính, akranta pumlinga, và chữ ca giá này được chia theo cách số 3 sử dụng cách, mà sử dụng cách ở đây nó là số ít chứ không phải số nhiều, ha. Tức là ta tỷ giá vui phát tí e cao quá trình á.
chữ ca giá thành ca dê na. Ca dê na có nghĩa là bởi thân hay là bằng cái thân, bởi thân hay là bằng cái thân này. Ca giá là thân thể à, thì bây giờ ca dê na là bởi cái thân hoặc là bằng cái thân này. Và từ thứ ba là sân vũ ta. Sân vũ ta, sân vũ ta, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sân ở phía trước có nghĩa là hoàn toàn tự mình. Và chữ vũ ta do cơ ngữ quá có nghĩa là cản trở, ngăn che. Vậy thì sân vũ ta ở đây nó được chia theo chủ cách số nhiều ha. Bhatama bahu vachana vipratti. Sanguta có nghĩa là những vị đã được thu thúc, những vị đã tự mình thu thúc, đã được thu thúc hay là đã tự mình thu thúc. Rồi. Như vậy thì câu 2 nít chân ca dê na sằng vũ ta, nít chân ca dê na sằng vũ ta, nít chân ca dê na sằng vũ ta, được thu thúc về thân một cách thường xuyên, đã được thu thúc về thân một cách thường xuyên. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3, tê danh tí ác chú tăng thà năng. Tê danh tí ác chú tăng thà năng. Tê danh tí ác chú tăng thà năng. Câu số 3. Câu số 3 này chúng ta thấy có được 4 từ. Tê là 1, danh tí là 2, ác chủ tăng là 3 và tha năng là 4. Vậy thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ T do đại từ tạ, và chữ T ở đây có nghĩa là những vị ấy, các vị ấy, những vị ấy, các vị ấy. Rồi, cái động từ danh tí số nhiều. Động từ này do căn ngữ gia cộng với anh tí. Động từ này có nghĩa là rìa khỏi, thoát khỏi hay là bay. Bay, rìa khỏi, thoát khỏi. Rồi, ách chủ tăng, ách chủ tăng. Ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước. Tiếp đầu ngữ á đứng trước cái chữ chủ tăng. Tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Mà chữ chủ tăng này do cái từ chú ta. Cái từ chú ta là một quá khứ phân tử có nghĩa là đã chết, đã chết. Vậy thì ách chủ tăng ở đây có nghĩa là ách chủ tá. Ách chủ tá được dựa theo đối cách đô tỷ giao với pháp tí e ca quá trình á, cho nên ách chủ tá nó biến thành ách chủ tăng. Ách chủ tăng thì ý nghĩa của cái từ này có nghĩa là bất tử hay là không chết. Có chị A phía trước, chúng ta là chết, nhưng mà có chị A phía trước, có nghĩa là không chết. Mà không chết thì có nghĩa là bất tử, bất tử. Và
cái từ cuối cùng tha năng, tha năng do cái từ tha ná, do cái từ tha ná. Tha ná là một cái chỗ đứng, một cái vị trí. Nhưng mà chữ tha ná này được dơ theo đối cách số ít, đối tỷ giao vị phát tí e cấu quá trình á. Cho nên chữ tha ná biến thành tha năng. Tha năng có nghĩa là vị thế, cái chỗ đứng, vị thế chỗ đứng. Vậy thì tề danh tí ắt chú tăng tha năng, tề danh tí ắt chú tăng tha năng, tề danh tí ắt chú tha năng. Những vị ấy đi đến vị thế bất tử, những vị ấy đi đến vị thế bất tử. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng là câu chấm dứt. Yathagantua naso chare, Yathagantua naso chare, Yathagantua naso chare. Câu cuối cùng chúng ta có bốn từ. Yatha là một, gantua là hai, na là ba, so chare là bốn. Chữ Yatha có nghĩa là nơi nào hay là ở chỗ đó, nơi nào hay là ở nơi đó. Rồi từ thứ hai, Gantua. Gantua là một động từ bất biến, một động từ bất biến của động từ gắt chặt tí ha. Ở đây ganh toa có nghĩa là sau khi đi đến. Sau khi đi đến, và đi đến như thế nào? Đi đến gặp chữ na có nghĩa là không. Đi đến mà gặp chữ na là thấy sung sướng rồi ha. Thế còn gặp gặp chữ áp thi, áp tha là thấy mệt, nhưng mà chỉ ná là thấy không, không, và không có gì. Sô cha về, đây là một cái động từ số nhiều, do cái căn ngữ xúc. Sô cha về có nghĩa là sầu muộn than khóc. Sô cha tí do cái động từ sô cha tí, nhưng mà đây có nghĩa là sầu muộn than khóc, không sầu muộn than khóc thì như vậy là hạnh phúc quá rồi ha. Yathagantua naso chare, Yathagantua naso chare. Nơi mà sau khi đi đến thì các vị ấy không sầu, là cái nơi mà sau khi đi đến thì các vị không có sầu muộn. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết xong cái vấn đề từ vựng. Trong ý nghĩa từ vựng này thì quý vị thấy có chỗ nào sơ sót, có những chỗ nào rắc rối, bây giờ sau khi tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong thì chúng ta có được một ý nghĩa tương đối. Những bậc hiền trí nào là những vị không hãm hại, đã được thu thúc về thân một cách thường xuyên, những vị ấy đi đến cái vị thế bất tử, là cái nơi mà sau khi đi đến các vị đó không có sầu muộn. Ý nghĩa của Phật ngôn 225. Những bậc hiền trí nào là những vị không có hãm hại, đã được thu thúc về thân một cách thường xuyên, những vị ấy đi đến cái vị thế bất tử, là cái nơi mà sau khi đi đến
các vị ấy không có sầu muộn. Rồi bây giờ ngài hòa thượng Giới Đức Đa Phổ thơ lục bát thế này: hãy xem những bậc hiền nhân nói là suy nghĩ chánh chân chánh nhân chế mình thẩm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh niết bàn. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh nhân chánh nhân chế mình chánh nhân hay chánh chân chánh nhân chế mình thẩm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh niết bàn. Đó là lời dịch của ngài hòa thượng Giới Đức. Nhưng mà đối với ngài hòa thượng Minh Châu, với cái thế thể ngũ ngôn tức là năm từ, chúng ta cảm thấy rất là gọn. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Lời dịch của ngài hòa thượng Minh Châu, năm chữ ngắn gọn xúc tích. Dài dòng nhưng mà thấy cũng hơi rắc rối. Rồi chúng ta lấy cái lối thơ của ngài hòa thượng Minh Châu nha, năm chữ dễ dễ hiểu hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học. Trước tiên là tìm hiểu trường âm và đoạn âm câu Phật ngôn 225. Câu đầu tiên: Ahinsaka ye munayo, Ahinsaka ye munayo, Ahinsaka ye munayo. Câu này quý vị thấy có bao nhiêu âm tự? Alo, có đều hữu Phật pháp cũng tham gia, không biết vị này là ai mà sao mà vô cái là này chiến đấu liền ha. Có như vậy mới là Phật pháp chứ. Chương trình Phật pháp mà tham gia mạnh dạn như vậy, quý vị cố lên nè. Quá Christina nữa, bắt chước người ta ha. Người ta chắc lên trước hay rồi ba người rồi có mưa thay số 8, một cái duyên ha, cái duyên số 8 rồi chắc lên số 8 luôn. Khoan để đếm coi có phải đúng hay không. Nếu mà coi như đúng 8 từ thì đang rảnh nè, đang rảnh quẩn á, cho nên 8 nè. A là 1, là hình là 2, xa là 3, ca là 4, dê là 5, mũ là 6, na là 7, vô là 8. Đúng rồi, đang rảnh cho nên thấy con số 8 là thấy quan hỷ liền ha. Sa tu, đúng là quan hỷ. Còn bây giờ chúng ta với cái câu này ha. Hay quá. Với cái câu số 1 này, chúng ta thấy có bao nhiêu trường âm trong câu này? Câu số 1 có bao nhiêu trường âm? Đại hữu Phật pháp là ai mà giỏi quá hả? Cái đầu đúng rồi mà không biết cái thứ hai này đúng không? Có bao nhiêu trường âm? Christina cũng bất chước nữa. Chị Hinh là 1, chị Ca là 2, chị Dê là 3 và chị Vô là 4. Sao giỏi quá bà con ơi. Rồi 4 trường âm, nhưng mà 4 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? 4 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Quý vị nói hai loại trường âm ha. Rồi chắc không nữa, bây giờ đi vô chi tiết nè, thì đó là mới biết đúng hay sai ha. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu?
Trường âm thông thường có được bao nhiêu quá, đã có pháp là ai mà coi như ba lần tham gia đều thấy đúng ta. Chữ ca, chữ dê và chữ vô, đó là ba trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng, nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, như vậy là có một mình sinh nhật Quỳnh nó một trong cái hai người nó không sao vậy. À, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu mà xích kim nó không, xích Phật pháp, à đạo hữu Phật pháp này cũng nói không. Rồi cái này là hơi chỏ nhau ạ. Bây giờ thống nhất cho này, trường âm đọc theo giọng nguyên âm ở đây có bao nhiêu, xích nhật Quỳnh nó có một, vậy thì à, Sĩ Cảnh Dung cũng đồng ý nữa. Rồi bây giờ đạo hữu Phật pháp là ai nè, mà bất vô Sĩ Kim nè ha. Sĩ Kim đã là có học việc rồi, nhưng mà Sĩ Cảnh đạo hữu Phật pháp này cũng thêm số không nữa. Rồi bây giờ mời đạo hữu Phật pháp ha, này giả đò đưa cái tay lên để phân tích cái câu số 1 này. Tại sao không có trường âm đọc theo giọng nguyên ngọc? À, hay là bất chước theo Sĩ Kim? Sĩ Kim đã chặt rồi, suối người ta chặt tiếp nữa. À, đây, đỡ Phật pháp đưa bàn tay lên cho biết. Hồi nãy giờ là thấy ai sao tôi dạy ha. À, chính ai sao tôi dạy cho nên thấy Sĩ Kim chát lên trước, cũng bất chước chát lên. À, bây giờ để bảo vệ cái sự đúng của mình, à, mời đạo hữu Phật pháp đưa bàn tay lên phân tích lại câu số 1, à, cho thấy em là trường âm nhắn còn không muốn lên. À, không muốn lên thì có người khác, trời ơi chuyện dễ mà. Nè Sĩ Cảnh Dung nè, trong khi người ta nói không mình nói một à, thôi mời Sĩ Cảnh Dung à cho biết tại sao mình nói một trong khi Sĩ Kim Sĩ đạo hữu Phật pháp nói rằng không. À, mời Sĩ Cảnh Dung làm sáng tỏ cho này đi. Rồi xa tu Sĩ Cảnh Dung. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Và con xin phân tích câu số 1. Ahinsaka ye munayo. Ahinsaka ye munayo. Và A là đoạn âm, Hin là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Sa là đoạn âm, Kha là trường âm thông thường, Dê là trường âm thông thường, Mú là đoạn âm, Ná là đoạn âm, Vô là trường âm thông thường. Và trong câu này có hai trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm, à, xin lỗi, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là Hin, Dê, Kha, Dê và Vô. Và đoạn âm là A sa mu na. Giờ con đã phân tích xong rồi, nếu có sai xin sư sửa. Giờ con kính dâng mic lại cho sư. Alo, hết nghe gì, người ta xuống rồi, hết nghe gì nữa. Đã xuống rồi, đang bảo đảm là không còn nghe. Đã phân tích rồi, bây giờ xuống rồi. Thì bây giờ Sĩ Cảnh Dung phân tích như vậy, à, chúng ta thấy trường âm thông thường là chữ ca, chữ dê, chữ vô ha. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ hình ha. Như vậy câu này có hai loại trường âm. Nhưng mà khi mà nói chữ hình này á, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm á, thì Sĩ Kim và đạo hữu Phật pháp nó không phải, nó là trường âm nhấn. Tại sao Sĩ Kim lại coi như suối bậy, mình đã sai rồi,
để xuống người khác cùng trật luôn ha. Mời sư Kim có ý kiến câu này, tại sao chữ hình này là trường âm nhấn? Alo, đâu rồi? Nghĩa là vô đây, nghĩa là chắc lên đầu tiên để chứng tỏ là mình giỏi, và người khác họ cũng tưởng rằng sư Kim giỏi cho nên bắt vô theo à, cái đó là cái bẫy rồi. Mời sư Kim, tại sao số bẫy người ta? Sai mà không biết nhận lỗi à, sư Kim này ngoan cố ha. Nhưng mà sư Thành Dung phân tích vậy là chính xác rồi. Ủa, đưa con tay lên không thấy nè, nhiều micro nè. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Thì sư dạy làm sao thì con nhớ vậy đó. Thì sư nói là mặc dù con biết là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì nó có chữ M, chữ Y, chữ U, chữ A gì đó mà nó có một ruồi. Nhưng mà trong khi đó thì sư cũng nói trường âm nhấn thì nó đi sau hai phụ âm. Thì M với S cũng là phụ âm. Thì con nghĩ nó là phụ, nó là hai phụ âm thì nó là trường âm nhấn. Nó sai thì con thấy lại thôi. Thì trong trường hợp này con thấy chữ hình có chữ M, chữ S là hai phụ âm, thì con nghĩ nó là trường âm nhấn thôi. Mà sư nói là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thôi. Tại sao như vậy vậy sư? Tại sao cái này nó confuse như vậy? Là con không có tính chữ 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 S là theo nó, phải phải cho chữ S chứ là chữ xá, chữ chữ kha là nó riêng hả sư? Xin chỉ, xin sư chỉ kỹ thuật trong đây cho con biết đi. Con xin cảm ơn sư ạ. Alo, 1, 2, 3. Đã biết có một rồi. Sao chữ M nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, đã biết như vậy rồi, nhưng mà còn còn nói rằng đó là trường âm nhấn, bởi vì một nguyên âm đứng trước hai phụ âm. À, bây giờ nói như thế này thì được, nó là trường âm tức là đọc dài thì chấp nhận. Còn nếu mà nói đây là trường âm nhấn thì bây giờ chúng ta bỏ đi cái mục rồi, bỏ đi cái dấu chấm đó, thì chúng ta có thể đọc đó là trường âm nhấn. Nhưng đã có dấu chấm thì phải khẳng định nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, trường âm đọc theo giọng nguyên âm đó, Sikitina còn nói rằng có dấu chấm kìa, có dấu chấm chứ không có nói là có một rồi nghe. Thì bây giờ chúng ta hãy căn cứ khi nào không có dấu chấm đó, thì chúng ta mới biết đó là trường âm nhấn. Còn thì nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Cứ chấp nhận vậy đi, cái dấu chấm đó cũng là quan trọng nhé. Nếu mà không có dấu chấm đó thì chúng ta đọc đó cũng là trường âm, nhưng mà đó là trường âm nhấn mà thôi ha. Có dấu chấm phải biết rằng đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi à, như vậy thì sự biện minh của sư Kim cũng có lý ha. Nhưng mà đã vô đây thấy được cái nút ruồi như thế này rồi mà tại sao phủ nhận cái nút ruồi này hả? Nút ruồi này cũng quan trọng nhé. À, bởi vì nó là Nikahita, Nikahita có dấu chấm. À, trong văn phạm Pali thì quý vị coi cái đoạn đó thì thấy Nikahita này cũng rất là quan trọng. À, rồi rồi làm đạo hữu Phật pháp hay gần buồn quá bỏ chạy mất tiêu rồi thấy không? Này do sư Kim á, sư bảy. Rồi câu đầu tiên là Ahinsaka về muốn lại vô. Cái câu đầu tiên này là một câu có hai loại trường âm. Trường âm nhấn chính là chữ hình, và trường âm thông thường là ca dê vô, ca dê vô. Sư Thành Dung phân tích rất là chính xác, không có gì để mà thắc mắc nữa. Rồi như vậy là câu đầu tiên này thông qua ha. Bây giờ đến câu số 2. Nít
chân ca dê na sằng phú ta nít chân ca dê na sằng phú ta nít chân ca dê na sằng phú ta. Câu số 2, có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Rồi giờ sẽ kiểm đưa lên số 3, là người ta cũng thắc mắc, người ta họ còn phải suy nghĩ, không biết cái bài này đưa lên số 3 đúng hay sai, cho nên người ta còn thắc mắc, còn suy nghĩ ha. À, nhưng mà Sĩ Kỳ Dung cũng khẳng định số 3 là đúng. Hay là còn ai nữa? Rồi, Đạo Hữu Phật Pháp bỏ chạy mất tiêu rồi. Sĩ Kỳ Christina đâu rồi? Bây giờ đương rảnh mà, đương rảnh thì tham gia đi. Rồi, Đạo Hữu Phật Pháp vô lại. Nít chân cài về nó sần vũ ta. Ôi, mới vô cũng biết luôn hả? Chị này làm rồi là sao? À, tức là đang bận công việc đó hả? Rồi à, câu này là câu có ba loại trường âm ha. Trong ba loại trường âm đó thì trường âm thông thường có được mấy từ? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, Đạo Hữu ba và Sĩ Cảnh Dung, Sĩ Kim cũng nói ba hả? Trường âm thông thường đó là chi ca, là chi dê, là chi ta, đó là ba trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm nhẫn? Bao nhiêu trường âm nhẫn? Quá, người nói hai, người nói một. Tại sao hai, tại sao một? À, cái này không có đồng nhất nhất đoàn kết gì hết. À, Đạo Hữu Phật Pháp nói hai rồi, cái bây giờ một ha. À, dạ hai là hai, dạ hai, hai có sai là sao? À, Đạo Hữu Phật Pháp nói có một này, chỉ cần dùng dạ hai có sai là đã trên nó một rồi, bây giờ nó hai thì sao? Hồi nãy hỏi trường âm thông thường xong, bây giờ qua trường âm nhấn ha. Nói trường âm nhấn có bao nhiêu thì bây giờ Đạo Hữu Phật Pháp nói một nè ha. Rồi Chí Kim nói hai. À, sao kỳ vậy? Không có đoàn kết, không có thống nhất nhau gì hết. Khi hai, khi một. Nhưng mà Sĩ Kim vẫn bảo vệ lập trường của mình, tại vì có nụ cười ha. Có nụ cười kệ nó, hỏi trường âm nhấn chứ ai hỏi trường âm đọc hay giọng nguyên âm đâu. Thì trường âm nhấn có một, đó là chữ nít thôi, chứ làm gì mà có hai hả? Những cái chắc số hai làm Đạo Hữu Phật Pháp cũng bất chước à. Chữ nít là trường âm nhấn ha. Chị coi, trường âm thông thường có ba nè, chữ ca, chữ dê, chữ ta nè. Trường âm nhấn có một nè, đó là chữ nít nè. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu? Thôi vậy thì chính xác rồi, còn gì để mà nói. Nhưng mà Sĩ Kim này rắc rối nè. Để phân tích lại câu số 2, mời Sĩ Kim. Alo, Sĩ Kim ơi, câu số 2 làm rối đồ hình hết nè. Rồi, lên phân tích lại câu số 2 nha, Sĩ Kim. Rồi, mắc cỡ không chịu đưa tay nữa chứ. Trời ơi, sai mà không chịu sửa sai. Rồi, bàn tay đâu rồi? Câu số 2. À, câu số 2 là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Quý vị nhớ. À, thì
trường âm thông thường của câu số 2 này. Phải bỏ máy hả? Bỏ máy chạy để ai sinh hoạt đây? À, nói cái kiểu kỳ cục ha. Để đưa tay lên thì người ta nhường micro. À, thấy được tín hiệu thì nhường micro ngay. Kìa bảo bỏ mà bỏ của chạy lên người thì làm sao mà sinh hoạt đây? Sao mà phải bỏ máy? Đưa rồi, có ai thấy sư Kim đưa tay không? À, em đưa rồi thì bây giờ nhường. Hello, sư có nghe rõ con không? Dạ đó, sư bây giờ nó vậy cái iPhone con vậy đó, khi nào con đưa tay rõ ràng mà con lấy thư thư vẫn cầm máy thì nó không hiện chữ talking được. Thành ra sư bỏ máy xuống thì ấy được, con đâu biết được, con đưa tay lâu lắm rồi đó sư. Mỗi tay luôn đó. Con không biết, con cứ làm vậy đi để cho con nhớ. Con xin phân tích cái câu số 2 này lại. Nhích chằn khà về ná sằng vũ ta. Nhích chằn khà về ná sằng vũ ta. Con thấy cái mục ruồi này nó lợi hại lắm sư. Nó làm cho con lu su bu. Thôi bây giờ con nhớ rồi đó. Hãy có mục ruồi là chắc ăn là trường âm đọc theo nguyên âm đi. Dạ. Chữ nít là trường âm nhắn, chữ chăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ kha là trường âm thông thường, chữ dê là trường âm thông thường, chữ ná là đoản âm, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chứ không phải là trường âm nhắn. Tại nó cũng có hai phụ âm đó sư, chữ chữ m chứ chữ v v v đó là hai phụ âm rồi. Nhưng mà con nhớ sư nói có một rồi đó, nhưng mà con cứ nghĩ làm vậy đi để cho sư kêu lên để cho con sai con nhớ. Chữ vú là đoản âm, chữ ta là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Để con phân tích lại, con mỏi nhọn quá nói tùm lum ra. Chữ đích là trường âm nhắn, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ kha là trường âm thông thường, chữ dê là trường âm thông thường, chữ ná là đoản âm, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vú là đoản âm, chữ ta là trường âm thông thường. Trong câu số 2 này nó có 3 loại trường âm. Trường âm thông thường có 3 là kha, dê, ta. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ chăng và chữ xăng. Trường âm nhắn là chữ nít có một chữ thôi. Và đoản âm có 2 là chữ ná và chữ vú. Dạ con xong đó, con có sai xin đi sửa. Dạ cái máy con giờ giống như cái máy của cô tu nữ Tệ Duyên á. Rồi sư bỏ máy xuống thì con mới lên. Dạ con xin trả máy lại. Alo, sư Kim phân tích quầy vốn ha. Tại sao gọi là quầy vốn? Trong khi biết á, thì em mờ cái dấu chấm có một rồi, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn không có một rồi á thì đọc là sâm vũ ta. Chữ sâm khi đó nó mới là trường âm nhấn. Còn có dấu chấm thì nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nói về vốn là như thế nào, phân tích hai lần. Lần thứ nhất á, sân vú ta thì dưới sân này á gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vú là đoản âm, chữ ta là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lần đầu tiên ha. Thứ hai phân tích lại, lần đầu tiên vừa nói chữ ta là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rồi nói mỏ nhọn gì trong đó, nói nhiều á. Rồi lần thứ hai phân tích lại thì nó khác, chữ ta là trường âm thông thường. Cho nên lần đầu phân tích chữ ta là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lần thứ hai chữ ta là trường âm thông thường. Cho nên hai cái đó, một cái đúng một cái sai, gọi là huề vốn ha. Từ từ mà nói, có ai dành đâu. Thì bây giờ đúng hay sai là do chính mình ha. Thì bây giờ hãy chú tâm một chút đi, đừng có lu bu quá, nói nhiều quá thì thành ra nó bị bắt thôi ha. Hãy nghe lại cái đoạn này ha, chứ không phải là muốn nói xấu hoặc là kiếm lỗi nha. Nghĩa là một cái miệng thôi, nhận khổ ra là tới hai cái lỗ tai, có hai cái lỗ tai.
Cho nên 92 cái lô tai này nghe rất là rõ. Lần đầu tiên chị ta đọc là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Rồi lần thứ hai cũng cái lỗ tai bên này nghe là chị ta là trường âm thông thường, hay nghe lại cái đoạn này. Rồi bây giờ sau khi phân tích xong câu số 1 và câu số 2, bây giờ ôn lại cho nó liền lạc với nhau ha. Ahin saka ye munayo nít chăng ca ye na sang quốc ta. Ahin saka ye munayo nít chăng ca ye na sang quốc ta. Ahin saka ye munayo nít chăng ca ye na sang quốc ta. Rồi hai câu này có ai thắc mắc không? Chắc chắn rằng trong room này quý vị nói tại sao khó tính quá, vô đây học mà cứ bị đi bị la hoài ha, bị đi bị la hoài như vậy thì coi như quê, không thèm học nữa. Chuyện học hay không học, nhưng mà cái tôi cái vấn đề Pali là phải đúng giọng. Còn quý qua giọng kệ thì quý vị sao cũng được á, đã gọi là kệ thì sao cũng được á. Nhưng mà trường âm, đoạn âm chúng tôi mong rằng quý vị đọc cho đúng. Rồi thông cảm ha. Có gì cũng đừng có nói tại sao rắc rối quá, khó khăn quá. Không sao, không sao. Miễn sao quý vị đọc đúng là chúng tôi quan hệ. Rồi bây giờ tới câu số 3. Dê tê danh tí ách chú tăng thà năng tê danh tí ác chú tăng thà năng tê danh tí ác chú tăng thà năng. Câu số 3 này quý vị thấy có được bao nhiêu âm từ trong câu này? Có được cả là 8, T là 1, danh là 2, tí là 3, ấp là 4, chú là 5, tăng là 6, tha là 7 và năng là 8. Chính xác, chính xác, xa thù. Câu số 3 này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Cái Nhật Quỳnh than rằng mắt yếu, nhìn chữ loài nhòa. Mà sao vậy? Sao chỗ này thấy thấy lạ quá vậy nè? Có tất cả là 6 trường âm ha. Rồi Sĩ Thành Dung nhìn không thấy cả. Sao không tham gia? Rồi cũng là 6 luôn ha. T là 1, danh là 2, ấp là 3, tăng là 4, tha là 5 và năng là 6. Chính xác, có tất cả là 6 trường âm. Nhưng mà 6 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Hỏi thầy rắc rối quá. Trường âm mà còn loại trường âm nữa, cổ đế thì câu này có tất cả là 3 loại trường âm. Trong 3 loại trường âm đó thì trường âm thông thường có được mấy đứa? Trường âm thông thường quý vị tìm được 2 nha. Đó chính là chữ T và chữ Tha. T và Tha là 2 trường âm thông thường trong câu số 3. Rồi, vậy thì trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn cũng có 2 luôn ha. Đó chính là chữ danh và chữ áp. Chữ danh và chữ áp đó là 2 trường âm nhấn. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có 2 luôn ha. Đó chính là 2 chữ tăng và năng. Tăng và năng là 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thôi bây giờ Sika hồi nãy giờ không ngồi, nghĩa là tới chỗ này bí rồi cho nên ngồi im ru. Thôi bây giờ Sikina lên phân tích lại câu số 3. Alo Sikina đâu rồi? Câu số 3 này thấy ba là đó.
nghe cháu sửa sợ quá không dám đề tài ha. Sikina. Rồi, cầu qua, cho nên không dám đề tài. Alo, còn ai trong này nữa? Đang làm, rồi rồi, xin lỗi. À, rồi, xin lỗi. Đang làm việc. Rồi, Sikilam vô ngồi, ngồi nhìn bà con vậy ha. À, Sikilam phân tích dùm câu số 3 đi. Vô đây ngồi chứng minh nữa, trời đất ơi. Khổ lắm, chứng minh là mỗi lưng tăng kể, AUNT cẳng lắm. Thôi bây giờ, thấy người ta xin lỗi, xin mời. Dạ, yeah. Con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính dạ con kính dạ sau đây con xin phân tích câu dạ con biết câu số mấy dạ câu số 3. Dạ con cảm ơn cô Như Hoàng. Tề dầm tiết ác chú tăng thà năng. Chữ T là trường âm thông thường, chữ danh là trường âm nhấn, tí là đảo âm, ấp là trường âm nhấn, chú là đảo âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ câu này có tất cả là 6 trường âm. Trong đó hai trường âm thông thường là tê và tha, hai trường âm nhấn là danh và ấp, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm là tăng và năng, còn lại là đoản âm tí và chú. Dạ con phân tích có sai, con mời sư sửa ạ. Dạ con xin xuống mút. Alo, 123, 123, quý vị thấy Sikilam phân tích sai hay là đúng? À, Sik Cảnh Dung, Sik Nhật Quỳnh tặng hoa như vậy mà tự nhận rằng phân tích sai nhờ sửa, khổ quá. Nó phân tích đúng rồi nhưng tại sao mà nó phân tích sai sửa? À, muốn gài hả? Không được. Đúng rồi, nói đúng à, phải tự tin chứ. Bây giờ phân tích như vậy bảo sai chỗ nào mà sửa à, chiếc kim sao mà hoa quá tặng như vậy còn muốn gì sai sửa à, được rồi phân tích như vậy còn muốn gì vậy mà ngồi im ru à? À tham gia chiến đấu với bà con chứ để rồi quý vị này mệt mỏi rồi có người khác vô có chiến hữu là này vui chứ có ngồi im ru chứng minh lên phân tích vậy mà cũng nói rằng phân tích sai, khổ quá. Vậy thì câu số 3, còn ai thắc mắc không? À, đang bận ha. Ồ, đang bận mà bây giờ mà lên phân tích được vậy là tuyệt vời rồi. Có một sự chú tâm, có một cái gọi là căn bản. À, cho nên khi mà đúng chuyện là tới luôn mà hay là vẫn an toàn như thường ha. Sa tu si thi lầm tê dành tí ách chú tăng tha năng. Câu số 3, ai thắc mắc không? Tặng hoa thế này còn thắc mắc gì nữa ha. Thôi qua câu số 4. Yat tha gan toa na so cha re. Yat tha gan toa na so cha re. Yat tha gần tòa na sô cha về. Câu số 4 là câu cuối cùng. Với câu này quý vị thấy bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Chị Kim lẹ quá ha. À, nói lên câu 3. Chị Như Quỳnh cũng xác minh là câu 3. Rồi Sĩ Thành Dung sao? Con số 3 ở sau Sĩ Thành Dung kìa. À, Sĩ Thành Dung sao không tham gia?
hay là có sẵn số 3 rồi, cái nên là biết chắc là đây là có 3 rồi, tay không 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 chắc lên nữa phải không? À, quý vị thấy cái nem của Sĩ Hạnh Dung á, con số 3 sao kìa. À, nhưng mà thấy hai người chắc lên số 3, cho nên Sĩ Hạnh Dung nó thôi không tham gia. Đúng rồi, rồi bây giờ số 3 đó là cái gì? Chữ toa là một này, chữ xô là hai, chữ rê là ba, đó là ba trường âm thông thường ha. Rồi trường âm đọc hay giọng nguyên âm bao nhiêu? Trường âm đọc hay giọng nguyên âm không có chép lên con số nào hết, là cho zero. Chứng tỏ rằng không có trường âm đọc hay giọng nguyên âm ha. Rồi trường âm nhấn có được bao nhiêu này, trường âm nhấn có được bao nhiêu? Chị Kim chị Như Quỳnh nói rằng trường âm nhấn có hai. Quý vị thấy hai trường âm nhấn đó là quá. Sĩ Thành Dung cũng đồng ý ha. Chữ giáp và chữ ganh, chữ giáp và chữ ganh là hai trường âm nhấn. Như vậy là câu số 4 này là một câu có hai loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ toa, chữ xô, chữ rê, và trường âm nhấn là chữ giáp và chữ ganh. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Như vậy quý vị thấy câu số 4 này có gì thắc mắc? Alo, có gì thắc mắc câu số 4 không? Không có thắc mắc gì ha. Không thắc mắc thì chúng ta sẽ ôn lại câu số 3, câu số 4 ha. Tề danh tí áp chú tăng tha năng giáp tha ganh toa na sô cha về. Tề danh tí áp chú tăng tha năng giáp tha ganh toa na sô cha về. Tề danh tí áp chú tăng tha năng giáp tha ganh toa na sô cha về. Rồi, như vậy thì chúng ta đã thông qua trường âm và đoạn âm ha. Câu Phật ngôn 225 có chỗ nào quý vị thắc mắc? Thắc mắc thì hỏi đi. Bởi vì trong pháp học thì chúng ta phải học, phải hỏi, phải hiểu, phải nhớ, để khi đó chúng ta mới thực hành được. Chứ nếu mà chúng ta nghi ngờ, chúng ta cứ tiến tới luôn, thì cái sự nghi ngờ càng ngày nó càng lớn, nó sẽ rối bù lên và chúng ta không tiếp thu được. Cho nên quý vị học và hỏi, cho nên thắc mắc hỏi liền. Alo. Rồi, như vậy là quý vị coi như thông minh mà hiểu hết rồi, thôi hỏi gì nữa. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu coi như đi thẳng vào bài học ha. Ta đọc để cho thấy trường âm và đoạn âm chúng ta đã phân tích rồi. Bây giờ đọc và tự nhận xét đúng hay là sai ha. A hình sa cài về muốn nãy vô nít chân cài về nó tầng vũ tà tề dành tí áp chú tăng tha năng giáp thái ganh tòa nó xô cha về. Hình sắc cà về mu na vô nít chăng cà về nát tăng vũ ta tề dành tí ách chú tăng tha năng giác tha ganh tòa nát cha về. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai, hình sắc cà về mu na vô nít chăng cà về nát tăng vũ ta tề dành tí ách chú tăng tha năng giác tha ganh tòa nát xù cha về. A hình sa cài về mu na vô nít chăng cài về nát sằng vũ tà tề dành tí ách chú tăng tha năng giác tha ganh tòa nát xù cha về. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị phân tích tuyệt vời, thì chắc chắn giọng đọc của quý vị cũng sẽ hay. Rồi, ai là người xung phong đưa tay trước? Rồi, chị Kim thử đưa tay đi.
Đưa tay đi, ổng chịu đưa tay mà cứ la lối, đưa rồi tại sao sao thích khi làm đó, bàn tay đẹp vậy đó. Con xin kính chào sư Chí Đức và quý vị Phật tử. Sư, con có đưa hai ba lần đó sư, mà sư không thấy bàn tay của con hả? Bởi vậy con biết con đánh chữ lên đưa đó. Lúc mà con đánh, con đưa rồi, con vẫn đưa tay, con cầm cái mic đó. Cái này nó khác đó sư ơi. Tại nó vô cái mic đó, nó vô cái list ra, nó có camera rồi vô cái thớt. Mà khi mà sư bỏ tay xuống thì con mới vô, con nói chuyện được. Hello, có cho tín hiệu đi, có nghe rõ không? Hello. Dạ, cảm ơn cô Như Quang. Dạ. Cái này khác đó sư, nó không giống kim cái nó update, nó sửa lại sư. Lúc cái kia con bấm, con đưa, con cầm micro á, con cầm micro thì sư biết liền, con này con đưa mấy lần luôn, sư không bao giờ thấy hết. Còn biết chép liền để con coi lại, con hỏi coi tại sao vậy. Thôi bây giờ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 225. Dạ, con cảm ơn cô sư Phật Pháp Vân Lai Đại Sư, cô Như Quan Cận đã cho tín hiệu. Dạ, hai người vậy đủ rồi để con đọc. Để con về con coi lại, con hỏi coi tại sao nó kỳ vậy. Con giơ tay đó chứ mà sư không lấy, con mới đánh chữ đưa rồi đó. A hình sắc khà về mu na vô, nít chằng khà về na sằng vũ tà, tề dằn tí ắc chú tằng thà năng, giác tha gần tòa na sô cha rệ. A hình sắc khà về mu na vô, nít chằng khà về na sằng vũ tà, tề dằn tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần thọ na sô cha rề. A hình sắc khà về mu na vô, nít chằng khà về na sằng tà, tề dằn tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần thọ na sô cha rề. Để con đọc một lần một hơi coi được không. A hình sắc khà về mu na vô, nít chằng khà về na sằng vũ tà, tề dằn tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần tòa na sô cha rề. Bạc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa, con xin trả máy rồi ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Giờ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, giờ kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 225. Giờ con cảm ơn cô Như Quang. Ahinsaka ye munayo nit chẳng khà về na sằng vũ tà, tề dành tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần tòa na sô cha rề. A hình sa ca về mu na vô, nít chẳng khà về na sằng vũ tà, tề dành tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần tòa na sô cha rề. A hình sa ca về mu na vô, nít chẳng khà về na sằng vũ tà, tề dằn tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần tòa na sô cha rề. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ahinsaka ye munayo nit chẳng khà về na sằng vũ tà, tề dằn tí ắc chú tằng thà năng giác tha gần tòa na sô cha rề. Hãy xem những bậc hiền nhân, nói làm suy nghĩ chánh chơn chế mình, chánh nhân mình, thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu chẳng muộn, vô sinh niết bàn. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong ạ. Và con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mít ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Sức Kiệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh số 225. Dạ cảm ơn Như Quang cho bài học. Hiền sắc cà về mu na giờ nịt chẳng cà về na sẵn vũ ta tệ danh thì át chủ tăng tha năng và thà ganh to na sơ cha rề a hiềm sắc cà về mu na giờ nịt chẳng cà về na sẵn vũ ta tệ danh chú át chú tăng tha năng và thà ganh to na sơ cha rề a hiềm sắc cà về mu na giờ nịt chẳng cà về na sẵn vũ ta tề danh chú át chú tăng thà năng giác thà gánh to na sơ cha rê bậc hiền trí không hại ai thân thường được chế ngự đạt được cảnh bất tử đến đây không u sầu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. A hiềm sắc cà về mu na giờ nịt chẳng cà về na sẵn vũ ta tề danh chú át chú tăng thà năng giác thà gánh to na sơ cha rê a hiềm sắc cà về mu na giờ nịt chẳng cà về na sẵn vũ ta sai rồi nhà con này a hiềm sắc cà về mu na giờ nịt chẳng cà về na sẵn vũ ta tề danh ti át chú tăng thà năng gia thà gạnh to na sơ cha rê. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh chân chế mình thấm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh niết bàn. Và đây là bản hộ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và kính chào chị Meta hôm nay đi học trễ. Và chị có khỏe không? Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Và con có đọc sai thì ngài chỉ dạy lại ạ. Nam mô Bích Tha giá. Và kính mời đạo tràng ạ. Hello, cô Nhật Quỳnh hồi nãy cô có thấy tôi giơ tay không? Bây giờ tôi xuống lại tôi giơ tay coi cô có thấy không ha? Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh với lại cô Hạnh Dung. Tôi có giơ tay đó chứ mà nó không thấy, thành ra không thấy. Thành ra mỗi lần mà kêu giơ tay thì tôi phải đánh chữ lên, có người mà bỏ máy xuống thì tôi mới nói được. Dạ xin cảm ơn ha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ Thi Lâm bây giờ cầm mic được không Thi Lâm? Dạ cảm ơn Như Quang. Thi Lâm cầm mic được không? Kính mời Thi Lâm. Dạ chị Meta mới vào có thể đợi con tí hả? Đợi con tí. Dạ được không sao. Ta cần chị mới vào chị có thấy được bài học chưa chị? Chị có thể lên đọc được không ạ? Nếu chị có thể lên đọc được thì chị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ Sa Thú con thấy ngài và Như Quang đưa hai bài học luôn. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh xin xuống mic và kính mời chị Meta và Thi Lâm ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ con một lần nữa kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin trả bài câu Pháp Cú 225. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Sakka ye munayo net chang ka ye na sang vu ta te yan ti at chu tang tha nang yat ta gan to na so cha re.
hình sắc mu na yo nít chàng ca dê na sang vô ta tê dâm tê ấp chư tàng thà năng giáp thá gần tò na sù chá rê. A hình sa ca dê mu na yo nít chàng ca dê na sang vô ta tê dâm tê ấp chư tàng thà năng giáp thá gần tò na sù chá rê. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ahinsaka ye munayo nacchang ka ye nasang vuta te yam ti ak chu tang tha nang yat tha gam to naso cha re. Hãy xem những bậc hiền nhân nói, làm, suy nghĩ, chánh chơn, chế mình, thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu, chẳng muộn, vô sinh, niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con có sai, con mời sư sửa ạ. Dạ con mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ chắc chị ta chưa có cầm mic được. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài chỉ đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ ngài có nghe được âm thanh của con. Con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng. Con nhận mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Alo, 123, 123, sao nghe em ru vậy nè? À, đi ra ngoài, vô lại thì thấy em ru à? À, chắc quý vị đã đọc xong rồi ha. Rồi, à, bây giờ câu Phật ngôn này. À, chúng ta qua dụng kệ. À, câu Phật ngôn 225. Ahinsaka ye munayo nichang ka ye nasang vuta te yan ti achu tang tha nang yat tha gan toa naso cha re. À, đó là cái giọng kinh ha. Đây là một câu có 8 âm tự. Vậy thì chúng ta chia ra làm hai để chúng ta có được một cái giọng đọc tương đối. Ahinsaka ye munayo nichang ka ye na sang vô ta để danh ti an chu tăng tha năng và tha gan toa na su cha về ahinsaka ye munayu ni chăng ca ye na sang vô ta để danh ti an chu tăng tha năng và na su cha về Ahinsaka ye munayu nichang ka ye nasang vuta
Tế danh ti chu tăng tha năng dàn tha căn toa na su cha rê. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Giọng kinh đã xong thì bây giờ chúng ta qua giọng kệ ha. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính lễ Sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh và cô Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép kể câu Phật ngôn số 225. Ahimsa ka ye munayo nichang ka ye na sanghuta te yanti ang chu tang thanang yatwa gantwa na so chare. Ahimsa ka ye munayo nichang ka ye na sanghuta te yanti ang chu tang thanang yatha gantwa na so chare. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ahimsaka ye munayo nichankaye na sanghuta te yanti cha ak tề yăng ti ác chủ tăng tha năng yết ta gan toa na sang chân na so cha re ahimsaka ye munayo nichang kha ye na sang bu ta tề yăng ti ác chủ tăng tha năng yết ta gan toa na so cha re. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh nhân mình thấm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh niết bàn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và con đã kể xong rồi. Con kính mời đạo tràng, con xin phép được xuống mất. Sa thu của Sư Hành Dung đại diện đạo tràng đã có được một cái giọng kệ rất hay. Cũng kính thưa quý vị, 6 giờ chúng tôi phải dự lễ dỗ ngài Hòa Thượng Pháp Tri ở bên Xá Lợi Phật Đài, cho nên tranh thủ chúng tôi trình bày duyên sự. Thế rồi thời gian còn lại thì quý vị cứ tham gia kể hoặc là thảo luận cho đến hết giờ. Bây giờ có Phật ngôn 225. Tại sao có câu Phật ngôn này? Khi mà Đức Phật ngài ngự tại Anh Trần Á Quán Á, tức là trong rừng gần thành Saketa, thì ngài đã đề cập đến cái câu hỏi của một vị tỳ khưu. Và khi mà Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn vào thành Saketa khất thực, thì có một ông lão Bà La Môn từ ở trong thành đi ra. Khi mà gặp được Đức Phật thì liền nằm một xuống dưới chân của ngài, nắm chặt lấy hai cổ chân Đức Phật và nói rằng: con ơi, con há chẳng phải là phải có cùng với mẹ lúc tuổi già ư? Tại sao bấy lâu nay con không có về thăm mẹ, mãi đến bây giờ cha mới gặp được mặt con, con hãy trở về thăm mẹ con đi. Ông nắm lấy hai và dẫn về nhà mình. Đức Phật ngự đến đó rồi vào ngồi cho được chỗ để được soạn sẵn cùng với các vị tỳ khưu. Bà vợ của ông Bà La Môn ấy cũng đi đến trước Đức Phật
nắm nằm nghĩa là nắm cái kiến của Đức Phật và nói rằng: này con ơi, đấy hôm nay con đi đâu, con há chẳng phải có bổn phận dưỡng cha mẹ hay sao? Rồi khi đã nói như vậy thì bà bảo các người con trai con gái hãy ra đảnh lễ anh của các con đi. Rồi với tâm thỏa thích, hai ông bà đã cúng dường đến chư tăng có Đức Phật là vị thượng thủ và bạch rằng: bạch ngài, xin thỉnh ngài thường xuyên đến thọ bát tại nơi đây. Này ông Bà La Môn, chư Phật không bao giờ thường xuyên thọ bát ở một nơi như vậy. Ồ, như vậy thì những ai đến thỉnh ngài, xin ngài hoan hỷ bảo họ hãy đến với chúng tôi. Và kể từ đó, những người đến thỉnh Đức Phật, ngài đều dặn họ: hãy báo tin cho ông Bà La Môn biết nhé. Họ đến bảo với ông ta rằng: ngày mai chúng tôi sẽ thỉnh Đức Phật đến nhà chơi tăng. Và hôm sau, ông Bà La Môn mang cơm canh từ nhà của mình đến nơi Đức Thế Tôn. Những ngày không có ai thỉnh thì Đức Phật ngự thọ thực tại nhà của ông Bà La Môn ấy. Hai ông bà cúng dường Đức Phật và nghe pháp từ Đấng Như Lai như thế. Rồi một thời gian sau, chứng đắc thánh quả A Na Hàm. Các vị tỳ khưu hội họp nhau trong giảng đường bàn luận rằng: này các hiền giả, ông Bà La Môn ấy biết Đức Vua Suddhodana là cha và Hoàng hậu Maya là mẹ của Đức Như Lai. Đã biết như thế mà ông ta còn gọi Đức Phật là con của chúng ta. Và tại sao vậy? Đức Phật nghe chư tăng thắc mắc mới giải thích: này các tỳ kheo, hai ông bà gọi Như Lai là con trai của chúng ta là hai ông bà đã kêu con của mình thật đúng là như vậy đó. Và ngài để dẫn tiền tích: này các tỳ kheo, vào thời quá khứ ông Bà La Môn ấy là cha của ta liên tiếp 500 kiếp, là dượng của ta 500 kiếp và làm ông nội của ta 500 kiếp liên tiếp như vậy. Còn Bà La Môn đã 500 kiếp làm mẹ ta, 500 kiếp làm cô ta và 500 kiếp liên tiếp làm bà nội của ta. Thế là ta được trưởng dưỡng trong thai của ông Bà La Môn một 1.500 kiếp như vậy. Sau khi nói rõ tiền tích, Đức Phật ngâm lên câu Phật ngôn là: Đức Thế Tôn đã an cư suốt 3 tháng hạ, giờ gia đình này hộ độ và mãn muộn cư thì hai ông bà chứng đắc thánh quả A-la-hán và viên tịch vô dư niết bàn. Thiện tín làm ma chay cúng dường cho hai ông bà rất là trọng thể, có xe tang rước thi hài hai ông bà rồi đem ra chỗ hòa táng. Đức Phật cũng dẫn 500 vị tỳ kheo đi đến lò thiêu xác, và đại chúng nghe tin cha mẹ của Đức Phật đã niết bàn, rú nhau ra khỏi thành đi theo đưa đám xác. Đức Phật đứng trong một nhà mộ gần nơi hòa táng. Rồi nhiều người đến đảnh lễ ngài xong rồi tỏ lời phân ưu cùng ngài rằng: bạch ngài, xin ngài đừng có buồn vì cha mẹ của mình đã khuất bóng. Thay vì phản đối họ rằng chứ nên nói như thế, nhưng mà Đức Phật quán xét duyên lành của hồn chúng, rồi ngài thuyết đem pháp thoại hợp cơ tánh căn duyên trong những cảnh đặc biệt này. Đức Phật đã thuyết lên lão kinh Chara Sutta, và cuối thời pháp có 84.000 chúng sanh chứng đắc thánh quả. Các vị tỳ kheo không biết ông Bà La Môn đã viên tịch nên bạch hỏi Đức Phật: bạch ngài, hai ông bà sẽ thọ sanh về cảnh giới nào? Này các tỳ kheo, những bậc tịnh giả vô học như thế không còn cảnh giới nào để mà tái sanh. Những bậc thế chỉ có vô dư niết bàn, là bất diệt, là bất tử, ác trụ tấn, âm tần, tức là bất diệt bất tử. Và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 225 này.
đâu rồi? Ahin sa ca ye mu na yo nít chăng ca ye na sang u ta te yan ti an chu tăng than tha gần tòa na so cha về bậc hiền không phải ai thân thường được giới ngự đạt được cảnh bất tử đến đây khẩu. Và cái duyên sự của câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng ba ngày kiếp sống A ấp ủ tình thâm mẹ với cha, ai dễ nào quên con cháu cũ, dầu nay cách biệt cũng chung nhà. Phật không nhận tiếng kêu con, tình đạo phôi pha nghĩa vẫn còn, độ mẹ cha già xưa thoát khổ, ba trăng bốn quả kiếp vuông tròn. Câu Phật ngôn 210 chúng tôi đã trình bày duyên sự xong và thời gian chúng tôi lên đường, thì mong quý vị rằng hãy tiếp tục cho đến khi hết giờ chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ha. Rồi bây giờ xin nhường lại micro, thì đã hiểu rõ duyên sự và chắc chắn rằng sự thảo luận của quý vị sẽ rất là hào hứng. Rồi xin nhường micro lại cho sinh nhật Quỳnh và chúng tôi xin phép đi qua lễ dỗ ngài Pháp Tri. Rồi kính chào đạo tràng, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ, và sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ đọc duyên sự của câu Pháp Cú Kinh số 225. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng kính chúc sư thượng lão bình an. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính chào học tu dựa vào đạo tràng. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Hạnh Dung, cảm ơn Như Quang. Dạ, chị Meta bây giờ bớt mệt chưa chị? Chị đi về, chị có bớt mệt chưa? Chị có thể cầm mic được không? Thì có Như Quang sẽ post bài lên cho chị đọc, cho một chị kể luôn. Dạ, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể đọc, có thể kể luôn được không? Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, vậy chắc chị đi về, chị mệt quá rồi. Dạ, nên chị phải cần nghỉ ngơi. Dạ, thôi Nhật Quỳnh xin kể trước ạ. Hạnh Dung kể rồi, nhà Thi Lâm có kể thì đưa tay lên nha. Nhà ngoài đạo tràng vị nào có kể thì đưa bàn tay mình lên, hoặc đọc cũng được, kể cũng được. Nhà con thấy thượng tọa Pháp Thanh vào đạo tràng, nhưng mà để con đọc bài trước đi, không biết kể hả? Sao từ từ sẽ biết à? Thi Lâm có cái giọng đọc rất là hay. Kệ đại đi rồi sẽ kệ được thôi mà, không có lo đâu. Bữa nay thấy chị Meta không kệ giỏi luôn rồi, thấy chưa? Dạ, nên đừng có lo. Chuyện gì thiện pháp mà mình cố làm sẽ làm được thôi. Dạ, mình kệ kinh là một cái thiện pháp, chứ không phải là mình hát ca nên mình không có sợ. Dạ, thì làm cố lên. Dạ. Dạ, con xin được đọc bài 225 trước, rồi con kể sau. Mời Như Văn. Ahim sakka ye munayo nicchan ka ye na sang buta te yan chi atha nan yat tha lu cha re. Ahim sakka ye munayo nicchan ka ye na sang buta te yan chi atchuta tha nan thắt gạnh to nó sợ bậc hiền không hại ai của ngài Hòa thượng Minh Châu. À him sa ca ya em lu ma nết chăng ca ya sẵn bu ta chùa tặng tha
năng na đê a hiện sa ca về lúc về mu na a vô ni ca ye a sang vu ta đề danh a chu tằng thà về chắc đề danh về danh a dạ không sai rồi đề danh ti a chu tằng thà năng và tha ganh to na so cha a hiểm sa a hiểm sa ca về mu na yo ni tăng ca ye na sang vu ta đề danh ti a chu tăng tha năng và tha ganh to na so cha re a hiểm sa ca về mu na yo ni tăng ca ye na sang vu ta đề danh chi a chủ tha năng do rề hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh nhân chế mình thẩm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh niết bàn. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quỳnh kính cảm ơn đạo tông ra có vết được không cho một tín hiệu đi. Được không thì Lâm? Dạ. Kính mời bàn tay quý vị, mời bàn tay quý vị. Dạ không phải không? Rồi ngồi im đó đi. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con thấy thượng tọa Pháp Thanh vào đạo tràng. Bây giờ dạ cảm ơn Thành Dung. Và bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Pháp Thanh có thể giảng thêm về bài học 225 theo cho được lợi ích không. Dạ sư, ngày hôm qua sư có lên chùa Bủ Đức để dự lễ dân y không bạch sư? Trời mưa gió quá chừng luôn, hàng nước con bán ế ngầm hồi nãy ngày chị Đức ế, nhưng mà cà phê vẫn ngon. Không có ấy lắm đâu. Thượng tọa Pháp Thanh có chức máy không? Có nghe được âm thanh con không? Dạ, xa thú. Con kính nhân Mít Đánh Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Thầm Mà Giá. Nam mô Sằng Thầy Giá. Hôm qua thì cũng ở cái cốc chứ không có đi đâu. Hôm nay lễ dân y, hôm nay là sư không có đi đâu hết mà. Rồi, cũng biết biết trước là trời bão, thành ra bữa bữa 14 ở Pháp Bảo cũng có mấy vị sẵn xuống dự lễ lên trên. Tôi thấy nó tình hình nó không có sức khỏe, không được, không có đi. Ra ngày hôm qua là không có bị mắc mưa, cũng đỡ. Không biết chừng nào cô về để đi Ấn Độ. Bữa nay thì chắc ngày còn đi về chùa, cho nên ngày thì thôi cũng vô để tham dự để chia sẻ với quý vị một vài ý về cái câu Phật ngôn số 205 này. Thì qua cái duyên sự mà ngài đã trình bày rồi đó, quý vị thấy rằng trong cái đời sống hồi chúng ta đó trải qua không biết là bao nhiêu kiếp, rồi chúng ta là do những cái duyên nghiệp nó đưa đẩy, chúng ta gặp nhau, rồi ta sanh ra những cái luyến ái, quyến luyến ở trong cái pháp thế gian, rồi chính vì cái luyến ái này đó mà nhiều đời nhiều kiếp nó trở thành một cái mối
một cái dây ràng buộc. Chúng ta mong cầu gặp nhau những cái người mà có cái quyến luyến thì là mong cầu để gặp lại với nhau. Rồi nếu mà gặp những cái chúng sanh mà nó có quan trái thì chúng ta không có muốn gặp. Nhưng cuộc đời chúng ta không thể nào muốn mà được, cho nên nó sinh khổ. Cái người mà mình quyến luyến, mình thân thích, mình thương mến thì nó lại là không gặp nhau. Mà cái người mà mình không thích, thấy cái bản mặt là thấy ghét rồi, vậy mà cứ gặp hoài. Thành ra đó, nó chính cái điều đó mà nó đem đến cái sự khổ. Cho nên khi nào mà chúng ta hiểu biết, chúng ta cái chấp thủ về quyến luyến, thương mến hay là sân hận, thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự an ổn. Thì quý vị thấy rằng hai cái ông và bà La Môn này đó là trải qua là cái người thân của Đức Thế Tôn rất là nhiều kiếp, gần cả 1.500 kiếp. Cho nên vì cái sự quyến luyến, luyến ái này nó rất là sâu đậm, mạnh mẽ. Cho nên là khi mà gặp được Đức Thế Tôn nữa, là với cái thương mến, cái quyến luyến này làm cho ông ta nhớ lại trong nhiều kiếp sống ngài đã là con của ông bà này. Chính giờ cái quyến luyến này đó, rồi ông ta thỉnh mời Đức Thế Tôn về để làm phước cúng dường, làm phước cúng dường, rồi được nghe pháp, rồi chứng đắc A-na-hàm. Rồi nhờ cái khi mà chứng đắc A-na-hàm rồi đó, ông ta cố gắng tiếp tục tạo trữ nhiều công đức phước báo trong cái đời sống hiện tại, cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn, đến chư tăng, rồi nghe pháp, và đến cuối cùng thì chứng đắc quả vị A La Hán. Cho nên là nhờ cái khi mà đã đạt đến A Na Hàm là coi như là nhờ cái trí tuệ hiểu biết được rồi, cho nên là sống một cái đời sống được chế ngự, không còn cái quyến luyến theo cái trần tục, vượt qua được những cái chế định của thế
xa đó là lánh xa ở trên cái trần tục ăn thôi, nhưng mà chính ở trong cái nội tâm chúng ta đó, nó trạo hối, nó bực bội, rồi nó nhớ lại, nó nhớ lại cái hình ảnh của cái đối tượng mà làm cho mình khó chịu, là nó nhớ lại cái mà mình phải đối diện, làm cho cái tâm mình nó nhớ cái trạo hối đó, đó nó làm cho cái nội mình khổ. Nên khi mà chúng ta biết đó, chúng ta đối với cái luyến ái phiền não, mà cái sân hận nó phiền não, ta còn chạy theo những cái điều mà mong cầu là cũng không được, mà chúng ta tránh né với những cái mà mình khó chịu bực bội thì cũng không đúng, mà chúng ta nhìn thẳng vào đối tượng để chúng ta vượt qua những cái luyến ái lành hồi, để chúng buông bỏ. Mà đối với những cái quan trái sân hận thì mình cũng buông bỏ, thì như vậy chúng ta sẽ được an ổn. Khi mà thân mà thường được chế ngự, không còn luyến ái, không còn bực bội, thì lúc đó là cái tâm nó được bình thản rồi, an lạc, thì như vậy sẽ đạt được cái cảnh giới bất tử. Khi mà đạt đến trạng thái niết bàn thì chúng ta sẽ được an ổn, an vui, đạt đến cái tầng thánh cao nhất là thánh vô lậu, thì chúng ta sẽ thoát khỏi ra tam giới này, không còn bị lôi lăn trong cái vòng quay sanh tử. Thì sư cũng xin chia sẻ thêm đôi điều. Kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui và đạt được những cái hạnh phúc ngay tại. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng thọ Pháp Thanh từ bi giảng thêm bài pháp cú 225. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng mời bằng tay quý vị Minh Tấn ơi. Minh Tấn hay là Phố Biển nằm trong cái nick này, có cầm mic được không? Thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, Minh Tấn ơi, có Phố Biển ở đó không? Có thể cầm mic được không? Rồi, vô treo áo đây thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, còn nghe sư giảng với lại lúc nãy con nghe Ngài Trí Đức nói thì mình còn cảm nhận trong cái bài học ngày hôm nay thì thực sự là luân hồi quá là dài. Con có nghe một vị sư giảng gì nói luân hồi dài, mà Đức Phật thì tu dù không biết chia sẻ, không có kêu lên chia sẻ đâu. Nếu có thì lên đọc bài, chứ con không có kêu chia sẻ đâu. Đừng có lo, tại vì lên đọc bài đi. Ngài Chí Đức cho mình hạnh dung kệ là Ngài phải kể duyên sự, rồi Ngài đi Ngài đi lễ quý kỵ của một vị tổ nào ở bên Xá Lợi Phật Đài á, nên Ngài đi rồi. Bây giờ có con vô thì
con khỏi cần nói là chia sẻ mà lên đọc bài có lên được không? Có lên được không? Chắc giờ Như Quang bận rồi. Thì mà nếu mà lên thì cô Nhật Quỳnh sẽ post bài. Alo alo, lên được không? Trong khi chờ đợi, dạ, trong khi chờ đợi, con xin nói ý con tiếp à. Dạ, thì Đức Phật á, mặc dù tu là bao nhiêu tăng kỳ, bao nhiêu đẩy đi nữa, mặc dù dài thì Ngài cũng đã thành Phật rồi. Còn chúng ta thì cứ luân hồi mãi mãi. Dạ, lúc nãy con nghe Ngài Chí Đức nói là Đức Phật với cái vị hai vị Bà La Môn này đã ai biểu không nhúc nhích chi, Nhật Quỳnh nói vắng mặt chứ sao, ai không nhúc nhích. Dạ thì 500 kiếp làm cha, 500 kiếp làm ông nội, 500 kiếp làm chú bác gì đó. Trời ơi, mà Đức Phật thì nhớ nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Dạ, làm mẹ, làm bà nội. Bởi vậy tổng cộng là 1.500 kiếp. Bởi nghĩ khủng khiếp không Thi Lâm? Thi Lâm nghĩ khủng khiếp không? Nghĩ mình luân hồi á, mà mai á, như mình thấy á, rõ ràng những hai vị Bà La Môn này rất là có phước, nên đã 500 kiếp làm người để mà là coi như 1.500 kiếp làm người để làm bằng quyến thuộc của Đức Thế Tôn. Còn mình thì sao Thi Lâm? Nhật Quỳnh nghe vậy mình nghĩ lại, mình thì sao Thi Lâm? Bây giờ mình không lo học, mình không lo hành, mình không lo gì hết rồi. Nhật Quỳnh thường nghĩ vậy lắm quý vị. Dạ. Nghĩ giờ mình mà không lo học, không lo hành, còn chút may mắn là được gặp Phật Pháp, còn chút may mắn được vào những cái rơm Phật giáo năm truyền, còn một chút may mắn gặp được những vị sư chỉ dạy cho mình, mà mình không chịu thâu thập, mình không chịu học hành, rồi bỏ thân này thì sao đây? Dạ, biết mình là cái gì, làm gì được, làm người được, làm gì mà mình có hy vọng là quyến thuộc với những vị mà thiện thiết chức, phải không? Thì làm đồng ý không? Dạ, Nhật Quỳnh thấy có mình thì làm trước máy nè. Thì làm đồng ý không? Dễ gì mình làm được thân bằng quyến thuộc với những vị thiện tri thức nhà. Nên là phải lo thôi. Phải lo thôi. Ráng. Như mình thấy á, mình học Di Diệu Pháp đi, hoặc mình nghe những bài giảng ở những cái room pháp cú và lớp học của Thá Thâm Má đi. Nói thôi, một ý nghĩ thôi, mình đã gieo cái nghiệp xấu rồi. Nên phải cẩn thận, càng cẩn thận thì càng tốt. Nếu mà mình không cẩn thận, mình nói đối với những vị mà có đạo đức, có những vị có giới, là mình chích chắc luôn. Thì là mình chích chắc nhất là chích chắc, bảo đảm bỏ thân này là chích chắc luôn. Không biết bao nhiêu ngàn năm nữa mình mới trồi lên được, nên rất là sợ, nên cẩn thận là hơn. Có Nhật Quỳnh cũng không phải tử tế gì đâu, có hồi Nhật Quỳnh thấy nhiều chuyện mình cũng bức xúc lắm. Dạ, mình cũng muốn nói lắm, đúng rồi, cũng muốn nói lắm chứ. Nhiều khi gõ rồi nha ngang Thi Lâm, gõ rồi nha, lật đật xóa đi, hoặc là định gõ thì nó thôi không nói, không có biết được ai là sao đâu, đụng chạm tới rồi là kéo thêm nhân duyên lâu ngày còn khổ thêm nữa. Thôi nhịn đi, nhịn nhưng mà không có nhục, nên thôi cứ nhịn là xong rồi, ai nói gì thì nói, cứ tập lần thì thấy bạch ngài bạch sư, con thấy con cũng đỡ lắm sư. Dạ, nhưng mà rồi lâu lâu cái nó cũng trồi lên cái ngủ ngầm mà bạch sư, nó cũng đậu lên thôi bà sư. Nó thật sự là nó rất là khó hạ chứ không phải chuyện dễ, nhưng mà may mắn là nó trồi lên thì mình thấy được, thì mình hạ nó xuống,
nhưng mà nó cũng đòi hoài, con cứ bị hoài bà sư. Dạ, giờ còn 10 phút nữa sư chỉ giùm con, ví dụ như mình làm sao mình canh nó được các bà sư, chứ nó hung dữ lắm sư ơi, nó cứ trồi lên hoài. Dạ, con kính nhân mít đến sư chỉ dạy giùm con cách nào để mình có thể mình kéo đầu nó xuống được các bà sư. Con thấy sư có cái hạnh rất là kham nhẫn, dạ con rất là học cái hạnh của sư, với lại con thấy như sư bình hạnh đi. Sư không có bao giờ cầm mít giảng hết á, sư chỉ truyền giới với chúc phúc rồi. Nhưng mà con thấy sư Minh Hạnh cũng có cái hạnh rất là đáng nên học. Dạ con kính dân mít đến thượng tọa pháp thanh, sư chỉ dạy dùm con. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Tham Ma giá. Dạ, dạ. Dạ, thì cái này thì mình phải ráng mình tập lần lần thôi chứ biết làm sao. Ai thì cũng vậy hết. À, mình ráng mình phải kiểm soát cái về cái tư tưởng, cái ý nghiệp của mình. À, đó, mỗi khi mà nó sân khởi, mình kịp thì mình chặn đứng những cái bất thiện, để mà vừa nó thôi chứ đâu có làm cách nào khác. Thành ra hồi đó là ở bên đường thiền đó, là nói rằng đừng bao giờ coi thường phiền não nha, coi như là nó canh mình chứ mà được nó nha, nó canh khi nào mà mình sơ hở, nó sẽ nhảy vô liền. Chứ không phải là mà mình dễ mà mình canh được nó. Tại vì á là mình hồi đó giờ mình cứ sống với nó, sống chung nó, mình nghĩ nó là thân thiết, là bạn bè, ruột thịt với mình. Mình ăn mình ngủ chung nó là từ hồi vô thủy kiếp tới bây giờ. Bây giờ may mắn mình gặp được Phật pháp, mình có chút ít được hiểu biết, mình mới nhận diện được nó là cái kẻ xấu. Chứ còn bao nhiêu kiếp rồi, cả triệu 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 kiếp mới là mình cứ nghĩ nó là bạn tốt của mình thôi. Mình bảo vệ nó, mình chiều theo nó. Cho nên là bây giờ mình nhận thức được thì mình phải canh phòng cho thật là kỹ vậy thôi, chứ không có biết làm sao. Mà thì ngay chính ngay bản thân sư cũng phải vậy, là các bậc trưởng lão hay là các bậc thánh nhân, các ngài cũng phải thực hành như vậy thôi. Mình phải canh phòng cẩn mẫn từng giây từng phút. Tại vì bây giờ mình chưa có đạt được các cái bậc thánh, còn đến khi mà như các cái bậc thánh vô lậu đó thì đã tận trừ rồi, thì lúc đó là các ngài không còn canh phòng gì nữa. Còn bây giờ mình tập nhưng mà mình biết được, mình chẳng đứng nó kịp thời thì cũng tốt. Cứ vậy mình tập từ từ thôi chứ biết làm sao giờ. Thành ra đó, cái chính chúng ta sự nỗ lực thì nó tạo cái nhân duyên. Thì chắc là quý vị học của quý vị cũng có nhớ là cái vị tỳ khưu này nè. Cũng về gặp được bà mẹ, nhưng mà vì bà mẹ đó không có cái duyên, là thiếu sự tu tập, cho nên là cái vị này có muốn tế độ cho bà mẹ của mình, nhưng mà vì là không có nhân duyên, cho nên cái vị tỳ khưu mà gặp, mặc dù vị này đã đắc quả a la hán rồi đó, mà vị này cũng không thể tế độ được cho bà mẹ của mình, vì còn chấp thú, vì còn theo cái thế tục, cái tục đế ở bên ngoài. Cho nên chưa có thấy được cái nhân duyên
Thành ra đó, bây giờ thì quý vị mình phải, ráng tu tập thôi, ráng kiểm soát lấy cái ý nghiệp của mình. Mà khi ý nghiệp kiểm soát được tốt thì nó sẽ đỡ được cho cái thân nghiệp, khẩu nghiệp. Thì chỉ vậy thôi. Dạ, sư xin giải đáp và chia sẻ với cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân sư. Dạ, sư chỉ dạy rồi, dạ, con sẽ cố gắng nữa. Dạ, con sẽ cố gắng để giữ gìn cái ý nghiệp của mình. Nó phát sanh lên thì mình đè đầu nó xuống, chứ không thì nó hung dữ lắm sư ơi. Nó rất là hung dữ, nó rất là sân. Mà cầu mong để con thường ngay do những cái thiện pháp mà mình tạo thì mong rằng cho nó bớt bớt những cái ngủ ngầm trong tâm, chứ không thì nó khổ lắm. Dạ con, kính chúc sư nghỉ ngơi được nhiều sức khỏe. Dạ, tại vì đồng hồ con cũng hết giờ rồi. Nếu sư có thể được sư chúc phúc cho đạo tràng rồi sư rời rung được không bạch sư? Dạ, huynh đạo huynh vào nhưng mà cũng đã trễ giờ rồi, cũng hết giờ rồi. Dạ, con cung thỉnh sư chúc phúc cái đạo tràng. Ngài Trí Đức cũng đã rời rung rồi bạch sư. Dạ, con kính chứng dân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Tại là há mà làm thì làm cho trót ha. Thôi sư cũng xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khang an giúp tất cả quý vị khỏe mạnh an vui, học hành tu tập được nhiều tiến bộ. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo với các thiện sự, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Pa wa tu sap pa mang ga lang ra khan tu sap ma de wa ta sap pa bu tha nu pa we na sa ra so thi pa wan tu de pa wa tu sap pa mang ga lang ra khan tu sap ma de wa ta sap pa tham ma nu pa we na sa ra so thi pa wan tu de pa wa tu sap pa mang ga lang ra khan tu sap ma de wa ta sap pa sang kha nu pa we na sa ra so thi pa wan tu de. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường định người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thu lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni tham ma các ta ni phụng ma ni qua gia ni qua an ta li khe ta tha gà tặng đề và manu sư bộ chi tăng buộc thẳng nam ma sa na sư qua thì hô tứ dạ ni tha phụ ta ni sa ma các ta ni phụng ma ni qua gia ni qua an ta li khe ta tha gà tặng đề và manu sư bộ chi tăng thẩm mang nam ma sa na sư qua thì hô tứ dạ ni tha phụ ta ni sa ma các ta ni phụng ma ni qua gia ni ta li khe ta tăng đề và manu sư bộ chi tăng sanh khang nam ma sa hô.